Tôi thấy mọi người bốn xung quanh đây cảm thấy cứ ngỡ ngàng như là một cái sự gì mới lạ đối với chúng tôi ở đây. Tôi nghĩ là trong bệnh viện thì làm sao lại có đàn để mà mình tham gia hát như hôm nay. Nhiều năm nay, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, một chiếc đàn piano được đặt trang trọng trong sảnh chính của tòa nhà trung tâm. Đều đặn mỗi ngày 2 lần, sáng từ 8 đến 9 giờ, chiều từ 16 giờ đến 17 giờ. Thiếu úy Trần Thị Hà Tú sẽ tới đây để chơi nhạc cho bệnh nhân, người nhà và các nhân viên y tế của bệnh viện nghe. Âm nhạc ở trong bệnh viện cũng được sử dụng như là một liệu pháp, ấy, như là một liều thuốc giảm đau dành cho các bác bệnh nhân. Người khỏe thì xuống tận nơi, người yếu hơn thì đứng trên tầng, không thì ngồi trong phòng bệnh cũng nghe được. Với nhiều bệnh nhân, đây thực sự là một niềm vui trong ngày của họ. Có những lúc ốm đau phải đi bệnh viện nhưng mà chưa bao giờ được nghe những cái tiếng đàn như thế này. Và đây có lẽ là cái tiếng hát đầu tiên trong cái cuộc đời của tôi ở cái bệnh viện 108 này. Có bác nào lên hát cùng không ạ? Không chỉ nghe nhạc, các bệnh nhân cũng có thể trở thành những ca sĩ của buổi biểu diễn nhỏ này. Đất nước, tình ca, anh ở đầu sông, em cuối sông hay những ca khúc của thời kháng chiến lại được say sưa ngân lên từ chính những cựu chiến binh đang điều trị tại bệnh viện. Từ thua còn nằm nôi, sáng chăn bao rông, chiều ngăn nắng lửa. Ô trời, họ rất thích, có những người thích hát song ca, tốt ca, nhưng có người ta không đi được, nhưng nghe tiếng đàn rào rực lắm. Nghe cái giọng hát của các bác ấy hàng ngày là mình có thể thấy là các bác ấy khỏe lên, mình cảm thấy là vô cùng là ý nghĩa. Cứ thế, âm nhạc gắn kết những con người xa lạ, gắn kết những thế hệ khác nhau và hơn cả là một liều thuốc quý giá giúp người bệnh yêu đời có thêm nghị lực vươn lên chiến thắng bệnh tật.